Xin kính chào tất cả quý vị, chị, bà con, cô bác cùng toàn thể mọi người nha. Hôm nay Khả Năng ô tô về một mẫu xe đẹp xuất sắc luôn, số tự động Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, biển Hà Nội luôn, cho anh em mình yêu thích cái màu nha, màu đẹp lắm các bạn, màu trắng. Xong rồi dán sport, xong rồi nó dòng hatchback này rất là phù hợp cho anh em trên phố nhá. Anh em mình thủ đô, anh em mình mua ngay con này cho vợ này, vì thứ nhất là nguồn nách nó dễ, nùi nó cũng dễ, tiến nó cũng dễ. Đấy quý vị anh chị ơi, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc đời 2015, phiên bản hatchback còn đắt hơn là phiên bản sedan nhé. Sedan nhà em chỉ bán anh quanh khoảng tầm 320-330 thôi, nhưng hatchback thì bán 350-360. Đấy, nó có lý do cả, vì cái dòng hatchback này là bản S, bản đủ, bao giờ nó cũng đẹp hơn. Ví dụ như em mua con Mazda bản hatchback đắt hơn, i10 bản hatchback cũng đắt hơn bản sedan. Thế tài không hiểu kiểu gì, vì nó rất là phù hợp cho anh em đi phố và anh em nùi vào chuồng. Anh em mình đường phố nó ngắn, phụ nữ người ta đi chỉ cần hatchback thôi, không cần sedan. Cái mẫu này thì đời 2015, nhập khẩu Hàn, máy zin, keo chỉ zin, động cơ 1.4, được trang bị đèn pin xe lông và form dáng của nó đẹp xuất sắc luôn. Đấy các bác nhìn này, có cửa lóc nhá, có túi khí và phanh ABS, lốp cao, gầm cao, lốp nó cao hơn rất là nhiều so với phiên bản sedan. Đó các bác nhìn form dáng nhìn rất là ưng nhá. Biển Hà Nội nữa, ngày trước anh em là định danh rồi, bây giờ anh em rút hồ sơ sang tên thoải mái, bao sang tên trọn gói cho anh em, nhanh quanh khoảng tầm 355 triệu đồng thôi là bao trọn gói được. Quý vị anh chị ơi, 4 lốp mới đăng kiểm còn tháng mấy đây? Tháng mấy đây? Ui tháng 2 năm 2024 còn giặc khá là miên man các bạn. Dòng này đăng kiểm 1 năm một lần, mà dòng này thì nó lại được đi xe gia đình nên là độ bền nó cao vì nó đi ít. Sau đó lại tiết kiệm nhiên liệu nữa. 1.4 số tự động nhanh quanh nó chỉ tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 km thôi. Phù hợp lắm. Nếu anh em đi phố là 7 lít, đi đường trường chỉ hơn 5 lít thôi. Đấy, có chìa khóa khiển thông minh, có phím một chạm ở cửa, xong rồi có cái form dáng nhìn rất là yêu, cốp đồ thì rộng, trông thì nó ngắn hơn cái dòng sedan khoảng tầm 40-50 phân. Còn hatchback này thì anh em mình rất là phù hợp, chị em phụ nữ nhìn rất là thích nhé. Đồ sau cốp rộng thoải mái luôn, cho các bác xem phần cốp luôn. Quý vị anh chị nào mà anh em mình quan tâm đến cái mẫu xe này, hãy alo sớm cho Khả Năng ô tô nhé. Cốp của nó quá rộng này, mua cho vợ này. Nhân là một ngày nào đó trong năm, anh em mình mua tặng vợ chiếc xe này, đảm bảo tình cảm sẽ đi lên. Còn nếu anh em chưa có vợ thì mua tặng bồ. Đấy, bồ mà vỡ con xe đi thì có thể các bác này chở nhau đi chơi du lịch. Ui ghế da vẫn nguyên bản theo xe từ đầu các bác. Đấy đúng là xe gia đình, nhìn nó khác hoàn toàn luôn. Cửa lóc trần nỉ nguyên bản luôn, chưa hề mất một phân keo chỉ nào. Đây, những dòng xe này thường thường bọn em không bao giờ mua xe vớ vẩn các bạn. Xe vớ vẩn chỗ nhiều chỗ nó bán rẻ lắm, nhưng mà bọn em mua dòng này nó bán nó phải cái gì, đố mày động vào đây, bóc cái này ra em nhé. Để trông hơi mất nét, thanh niên này, chắc đi thanh niên này. Viết dán chữ đố mày động vào đây. À xe máy, ý là xe máy đừng động vào đây đấy. Bóc cái này ra được, anh bóng đi. Nhìn hơi lấc cấc tí. Đấy. Các bác nhìn này, úi dồi ôi, cửa lóc còn nguyên, chưa vỡ. Đấy, anh em mình tự sướng đi ngoài bờ biển, anh em mình thò đầu lên chụp ảnh các kiểu con nào điều. Chứ tránh trường hợp anh em mình thò đầu lên giữa đường nhé, đường hơi bụi tí. Keo chỉ thì nguyên zin luôn anh em ạ, không mất phần nào luôn. Xe cứng cáp, sạch sẽ, đẹp đẽ. Mẫu này nói thật với các bác là dòng nhập khẩu này, ngày xưa là nó hơi lặng tiền đấy, giờ nó rẻ rồi. Có hơn 350 tí thôi, mà bao trọn gói cho anh em được. Có đèn bi xe lông này, có cửa sổ chơi, máy số keo chỉ zin, điều hòa chết rét, xi nhan gương đầy đủ hết rồi, lốp đẹp này, lốp 4 quả đẹp luôn. Quả này lại lốp sâu hoáy. À con này lốp R17 nên bảo sao nó gầm nó cao thế, gầm nó cao. Túa đánh con này vào. Con đen đen này này. Đấy. Các bác nhá, nhìn đây. Keo chỉ có ui cánh này nguyên zin luôn. Con này không mất phân keo chỉ nào luôn. Em đã kiểm tra rồi mà anh em nó đến mà phát hiện ra lỗi em tặng 1 tặng 10 xe trong bãi. Đấy, đảm bảo thế cơ mà. Chiếc này thì nó nhìn vô lăng, ôi dồi ôi, con này đẹp thế, sao lại mua được con xe đẹp thế nhỉ. Hôm nay chị em không trực tiếp đi mua. Ôi xe đi có 6 vạn thôi, bảo sao nó mới đẹp như này. Chiếc này thì em thực sự là em không mua trực tiếp, là có anh em trong cửa hàng đi mua rồi. Nên là ui vẫn còn tem kính cửa này, các bác nhìn này, tem chất lượng này. 1.4 LS này, A4 này, số khung số máy đầy đủ hết này. Nói chung là con này nó là nguyên mã vạch này. Nói chung là đẹp lắm, con này nó là zin hết này. Nhìn này, ui dồi. Ông nào mà bảo mất vòng phân keo chỉ này em tặng ngay, không có bán làm gì cả. Đấy, ghế da còn zin theo xe mà nội thất đẹp như thế này. Đặc biệt là cái màn hình nữa các bạn, màn hình cũng là theo xe luôn. Ui, thơm phức. Xe nữ sử dụng hay sao đấy. Ui, thơm lắm. Hay cái này thơm nhỉ? Ừ, thơm quá anh em ạ, thơm quá em ơi. Cái này thơm quá. Thơm. Thơm nức mũi này. Ừ, đẹp lắm cơ. Ui, mua con nào mua được con như này mà đi thì có phải là hoành tá tràng không? Đấy, cái này màn hình theo xe nhé các bác nhé. Màn hình theo xe, đây em cho âm lượng giảm xuống này. Ui vô lăng này kìa. Cruise control này các bác nhìn không? Số tự động bản nhập khẩu, bản này nó có cruise control này. Đấy, bản đặc biệt, đây gọi là như là đặc biệt đấy. Bản đặc biệt mà. Hatchback này, cụp xe gương này.
Ui, con xe phải nói là đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Mới đi được có bao nhiêu? À, 58.000 km thôi, chưa tua đồng hồ, vừa về đây chưa tua đồng hồ. Em tua đồng hồ em bảo ngay, em thề với các bác luôn, em nói sai em không làm người. Tua đồng hồ bảo tua đồng hồ thì không biết chủ cũ người ta hay là thợ cũ người ta có tua không. Nhưng con xe này nó mới như này, anh em nhìn này đẹp hơn cả con 2019 luôn chứ đừng nói. 2020 cũng đẹp bằng luôn. Con này đẹp thực sự luôn anh em ạ, không mòn một tí nào. Đẹp xuất sắc luôn, củ số này. Con này chắc chỉ 6 vạn thôi, thực sự luôn các bác nhìn này, tay cầm này. Ui giời, mới lắm. Giờ chúng ta cùng khám phá phần khoang máy đi. Khoang máy động cơ xem như nào, điều hòa auto nhé các bác nhé, điều hòa auto này. Đấy. Kính cửa này, cái gì đây? Đây là thấy kính đằng sau này. Gió trong này, đây là chế độ gió này. Đấy, rất là thông minh các bạn. Full đồ chơi phụ kiện, đồ rất là mới, không hề xước sát gì cả. Giờ chúng ta cùng quan trọng nhất là có đâm đầu không? Xem có đâm đầu không đã. Đâm đầu thì có thật, các bác nhìn đôi đèn pha này, em đã biết là đôi đèn pha zin rồi. Thợ mà lướt qua tí thôi. Đấy, anh em mình nhìn mà biết ngay, zin hết. Đây, ông nào mà tìm được lỗi con xe này em tặng xe, tặng luôn cả bãi xe luôn cho các bác. Cabo còn chưa mở đây. Hai bên ốc cabo còn nguyên zin, chưa vặn ốc nào này. Đấy, số tự động này, mặt dàn cò nguyên zin này. Ối rồi ôi. Con xe này đẹp ối rồi ôi luôn các bạn. Đó, zin hết. 29 tháng 12 năm bác chết rồi, bia quy này thay mới rồi. Em khẳng định với các bác luôn là bia quy này không phải theo xe nhé. Đời 2012 2015 mà ắc quy thay năm 2022. Chết tẹo, đi ít thật. Ông này đi này, đi này quá ít luôn, không đủ tiêu chuẩn. Tháng 12 năm 2022 mới thay ắc quy thì lại được có 6 tháng rồi. Vẫn còn bảo hành, ắc quy vẫn còn bảo hành này. Bảo hành 1 năm đến tháng 12 năm 2022 mới hết này, 2023 mới hết. Đây tem vẫn còn bảo hành đây. Đấy. Úi giời, phải nói là đẹp. Nhìn thấy khoang máy là muốn mua rồi, thực sự mà các bác, nó lổ êm du, không hề rung giật một tí nào. Đầu răng sắt xi anh em cúi qua này, két nước còn nguyên này, két nước chuẩn của nó này anh em nhìn này, két nước theo xe này. Đấy. Anh em về sẽ chú ý dầu nước cho em. Con này anh em đi khoảng 5 10 năm nữa em bảo hành luôn. Anh em cứ dầu nước và anh em đi chú ý nhiệt độ nước, chú ý một chút là anh em đi khoảng 10 năm nữa không phải sửa chữa gì cả. Chiếc xe rất là đẹp. Tất nhiên gầm bệ rotin hay là mấy cái cao su các thứ là nó chụp bụi chụp biếc là anh em phải thay. Chứ còn đâm đụng thì anh em phải sơn. Còn lại là xe bảo máy móc hỏng được thì do anh em đi lại thôi. Chứ độ bền nó rất là cao. Quý vị chị nhá. Khả năng ô tô chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đang. Xin chào và hẹn gặp lại.